Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức tinh túy. Kính thưa quý vị và các bạn, có một kênh YouTube chuyên về chủ đề săn bắt, đặc biệt là săn bắt rắn, cùng với những video giải trí rất hay nhận được sự quan tâm của rất nhiều cộng đồng mạng. Và mới đây kênh YouTube này đã nhận được nút vàng danh giá của YouTube. Thưa quý vị và các bạn, đó chính là kênh Thú Vui Ba Miền. Thưa quý vị và các bạn có thắc mắc rằng admin của kênh này tên thật là gì, sinh năm bao nhiêu, quê quán ở đâu và hiện tại đang làm những công việc gì không ạ? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video này của chúng tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn quý vị nhé. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ kênh Thú Vui Ba Miền cùng với những vấn đề xoay quanh kênh này quý vị ạ. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video này, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh. Đồng thời quý vị và các bạn có thể nhận được thông báo khi mà kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất được chúng tôi cập nhật, sau đó chắt lọc để gửi tới quý vị và các bạn mỗi ngày. Vâng, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về admin kênh Thú Vui Ba Miền kèm theo những vấn đề xoay quanh kênh này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn hình nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh admin kênh Thú Vui Ba Miền. Thưa quý vị, chủ kênh Thú Vui Ba Miền có tên thật là Vũ Minh Nam. Hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Uông Bí, Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, Vũ Minh Nam sinh năm 1993, tức là năm Quý Dậu, cầm tinh con gà. Thưa quý vị, Nam mặc dù cao to và đẹp trai nhưng là hoa đã có chủ rồi quý vị nhá. Anh hiện tại đã có một vợ, ba con rồi quý vị ạ. Và vâng, hiện tại anh đang là trụ cột của một gia đình gồm có một mẹ, một vợ và ba bé con vô cùng dễ thương. Vâng, và đây là hình ảnh ba bé con của Vũ Minh Nam. Thật là dễ thương phải không quý vị và các bạn? Vợ yêu của Vũ Minh Nam là một cô gái rất xinh xắn có tên là Nhung. Nickname của cô tên là Khoảng Lặng. Mới đây, hai người đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau khi mà trốn các con đi chơi trong một chuyến du lịch ở Sài Gòn, Đà Nẵng, vân vân. Vũ Minh Nam bắt đầu làm YouTube và xây dựng kênh YouTube Thú Vui Ba Miền từ năm 2018. Vất vả gần 2 năm trời, đến nay Vũ Minh Nam đã đạt được những kết quả rất xứng đáng. Và mới đây thôi, team Thú Vui Ba Miền đã ăn mừng đón nút vàng của YouTube trong một không khí vô cùng vui tươi và hoành tráng quý vị ạ. Thời gian đầu tiên khi mới lập kênh thì Nam thường quay những video đi đặt bẫy rắn một mình tự quay, tự biên tập và chỉnh sửa video nên có phần hơi vất vả. Nhưng với niềm đam mê và là thú vui của mình, Vũ Minh Nam đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó để giờ đây team Thú Vui Ba Miền đã rất hùng mạnh với rất nhiều thành viên. Họ đang có trong tay hơn 400 video với những lượt xem cực cao, trung bình cứ 1 triệu lượt xem trên một video. Và ngoài kênh Thú Vui Ba Miền với hơn 1 triệu người đăng ký thì Vũ Minh Nam còn đang sở hữu những kênh YouTube khác với lượng người theo dõi khá là khủng. Đó là kênh YouTube Vũ Minh Nam Vlog với hơn 400.000 người đăng ký, Vũ Minh Nam TV với hơn 50.000 người đăng ký hay là Minh Nam Vlog với gần 10.000 người đăng ký. Và Facebook của Nam hiện tại thì có hơn 9.000 lượt theo dõi. Vâng, một con số rất khủng và cũng là con số mơ ước của bao người phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, nói về những kênh làm về chủ đề săn bắt, đặc biệt là săn bắt rắn, thì người ta nghĩ ngay đến Thú Vui Ba Miền. Một anh chàng cao to, đẹp trai và rất hài hước. Video của anh rất chân thật, mộc mạc và rất lôi cuốn người xem. Ví dụ như video có tựa đề là chặt hạ cây dừa cổ thụ 100 tuổi, bắt rắn hổ mang chúa 10 con, to như bắp chân, đến thời điểm này đã đạt đến 13 triệu lượt xem. Chính bản thân Vũ Minh Nam cũng chia sẻ trong phần mô tả của các video anh đăng tải rằng kênh Thú Vui Ba Miền là kênh giải trí sáng tạo với mục đích giải trí. Tất cả những video trên kênh Vũ Minh Nam Vlog đều được dàn dựng và dựng cảnh quay. Điều đặc biệt là Thú Vui Ba Miền nói không với buôn bán động vật hoang dã. Tất cả những hành vi buôn bán mang tên Vũ Minh Nam hoặc Thú Vui Ba Miền đều là những hành vi lừa đảo và giả mạo. Bởi vậy quý vị và các bạn hết sức cẩn thận khi có ý định mua bán hoặc trao đổi gì nhé. Hãy chủ động liên hệ với Nam qua Facebook hoặc là Zalo chính chủ của anh ấy. Thưa quý vị và các bạn, phải nói rằng Vũ Minh Nam là một người khá là tài năng và cũng khá may mắn. Đạt được nút vàng danh giá của YouTube là mơ ước của biết bao nhiêu người. Nhưng không phải ai mơ cũng được đâu. Thành công đã đến với Vũ Minh Nam, anh đã dần trở thành một cái tên khá nổi tiếng trong giới YouTuber. Đương nhiên là số tiền kiếm được từ công việc YouTuber của anh cũng không hề ít đâu quý vị ạ. Trong một trang thống kê uy tín thì kênh Thú Vui Ba Miền có thu nhập khoảng từ 167 triệu đến 502 triệu đồng mỗi tháng. Vâng, một thu nhập mà bất kỳ ai cũng mơ ước phải không quý vị và các bạn? Vũ Minh Nam hiện đang sở hữu một xe phân khối lớn R15 V3 cực ngầu. Và mới đây thôi trên Facebook, anh đã chia sẻ hình ảnh xế hộp mới tậu cực chất của mình cùng với dòng status đầy quyết đoán và tự hào. Đó là hoàn thành mục tiêu sớm hơn dự kiến, đăng lên để cho mấy thằng hay nói xấu tao là không công ăn việc làm, suốt ngày làm mấy trò vớ vẩn đăng lên mạng đây. Vâng, một status rất là đầy hàm ý của Vũ Minh Nam phải không ạ? Đây chính là hình ảnh số tiền mà Vũ Minh Nam đã bỏ ra để tậu xế hộp cho mình. Và còn đây là chính là hình ảnh chiếc xe, một xế hộp đắt đỏ mà Vũ Minh Nam đã tậu cho riêng mình quý vị ạ. Vâng, và trong giới YouTuber thì admin kênh Thú Vui Ba Miền thường hay giao lưu cùng với các kênh ví dụ như là Hậu Cáo, Bát Giới TV, Hoàng Nam Trai, Gần Mi Hãy Thách Thức Tôi. Và gần đây nhất anh cũng đã ngồi tâm sự cùng với thầy giáo Huấn Hoa Hồng. Vâng, và nhìn những hình ảnh như thế này chúng ta có thể thấy rằng Vũ Minh Nam và Huấn Hoa Hồng rất là vui vẻ cũng như là gần gũi bên nhau phải không ạ? Đây là hình ảnh Vũ Minh Nam đi tắm suối cùng với Hậu Cáo. Đây là hình ảnh cùng với Bát Giới TV cùng với Tam Mau TV. Và đây là hai vợ chồng của anh trong một chuyến du lịch gần đây. Vâng, và nhìn những hình ảnh như thế này chúng ta có thể thấy rằng là Vũ Minh Nam cùng với vợ của mình rất là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc phải không ạ? Xin chúc cho Vũ Minh Nam và anh em Thú Vui Ba Miền luôn luôn đoàn kết, sáng tạo nhiều nội dung cho mọi người cùng xem để giải trí. Chúc riêng cho Vũ Minh Nam và gia đình của anh luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị nhớ đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.